Thì tôi cũng nhớ một đoạn trong chống thi của Đức Thầy có viết là dạy đạo đức người tu rạng lý, mong cho người hữu trí làm theo, không làm thì ác mang eo, làm xong vượt khỏi qua đèo trong gai cho huynh mười tu đàn pháo tay bà con ơi. Và Nam Mô Di Đà Phật, thành thật cảm ơn. Chút nữa ông có xin thì cho thêm, chứ tôi đi ông hoài, tôi đi với ông hoài ông ghiền vỗ tay lắm. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy. Dạ thưa cô Hai, là người đại diện vị quý gia đình cùng tổ chức buổi lễ long trọng kỷ niệm cho người thân kính mến, để mà chúng ta phải gặp nhau rồi chúng ta đem những cái lời hay ý đẹp đó ra, để rồi chúng ta cùng nhắc nhở nhau. Hiện nay đó cô bác anh chị em biết đó, những cái tin hành loan đã rất nhiều rồi, nó dồn dập rất nhiều rồi cô bác anh chị em. Hiện nay là cái thời kỳ nó cũng đã, nó khiến đến cái giai đoạn chân thi của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Sau đây nhiều chuyện dị kỳ, kể sao cho xiết đó vậy thì dân ơi. Nếu định nghĩa theo cái từ ngữ chữ dị là khác mà chữ kỳ là lạ, thì thầy tiên tri sau này nhiều cái chuyện nó xảy ra các mặt đất này nó nhiều lắm, chứ không phải riêng gì ở đây. Những cái điều của ông Xuân Công Viên tôi nói đâu, nó nhiều lắm. Nhưng có một điều, nếu chúng ta vững lòng tin tưởng Đức Thầy chúng ta là một vị Phật, thì những cái sự tiên tri đây đó, nó đã sai có rồi. Thì còn có những cái chuyện gì nữa đó mà Đức Thầy không quên nhắc nhở cho tín đồ Phật giáo của hảo an tâm để mà tu tập. Mặc dầu có con chuột long trời lở đất, mặc dầu có các cuộc chuyển biến của thiên cơ, thì chúng ta cũng vẫn dạng trên bước đường tu tập. Cho nên nhớ lại hai cái câu giảng của Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy: cổ kim nghiệm biết đừng than, để cho trời Phật ta lo toan việc này. Cái chuyện xe chuyển đất trời là chuyện nói chuyện trời đất, còn cái chuyện của mình nữa là cái chuyện lo tu. Phải không cô bác anh chịu lo tu? Muốn cho thân giữa khỏi lề, cấm xào trì trí đó, một bề lo tu là chắc cứu. Đồng ý không? Cho chồng phát tay đi. Dạ. Để an trí trong phần nào trên cái trên mạng, ở trên YouTube và trên cái cộng đồng thế giới, thì chúng tôi cũng từng gặp lại với cái số cô bác anh chị em mình, và cũng không quên nhắc nhở rằng hiện nay những chúng bổn tuồng sư giải bán khoai là quá thân của Phật Thầy Thế An, mà ai cũng đều biết được đó, giảng 11 hồi của Phật Thầy Thế An là chính ngài là một vị quá thân, chứ không một ai được trực tiếp quy y của ông sư giải bán khoai cả. Thì những cái lời tiên tri của ông sư giải bán khoai đó là chúng tôi đọc đây để chi? Để nhớ lại những cái lời này để chúng ta yên tâm mà tu. Là tận thế đa khổ người ơi, lòng trong giả đợi mà bạc vôi để dành, không có một việc làm lành trong đời mau tới cũng tan tành cái thân. Nghĩa là trong cho đời tới là mình tới luôn đó. Vậy bây giờ nói thêm một quyển nhẫn thôi đi, ở trong chính bổn tuồng của Ma Thới là một tác giả Kim Cổ Kỳ Quang mà quyển đời thượng ngôn đều có nói qua cuộc tận thế hậu luân qua, lời nói con ba nói đó là tiên tri giai đoạn sau này. Nhưng mà ông cấm hai điều: chớ đem lòng sợ đói lo no, làm lành niệm Phật thì Phật lo cho mình, chớ lo chi sấm nổ thình lình, bây giờ lo việc tâm tình công phu là chắc cứu. Đồng ý không? Thôi chào phát tay nữa. Thì những cái chuyện xảy ra trên mặt đất này nó không có lạ gì đâu. Bây giờ bà con yên tâm, ráng cố gắng tinh tấn tu hành. Đây là một cuộc dục thúc đó, hối hả. Chung linh khứu ba hầu dục thúc, đờn lôi âm khởi điệu êm tai, con lành duyên thì khá trở có quốc hài, tiên quyết chí dắt người liên tục. Đây là cái cuộc dục thúc thôi à. Cho nên từ đó hôm nay mình nghe những cái lời sấm ký, những cái lời tiên tri, những giai đoạn gì mà của Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết trước là ngày nay nó thấy cuộc đổi xây, ráng lo tu niệm đặng thầy cứu cho, chỉ có tu thôi à, thì Đức Thầy mới cứu nghe. Cho nên chúng tôi sẽ nói với cô bác anh chị em mình ráng. Hiện nay cái thế giới năm châu hết cái cơ duyên đối với Phật Pháp rồi, mà chỉ có cái Việt Nam chúng ta là một cái nguồn sinh lực. Sau cái cuộc tận thế hậu luân qua và sau cái cuộc đời tới đây đó, là Việt Nam đã hạnh hưởng sau cùng, đứng đầu bảng trong 18 nước, cô bác anh chị em còn nghe mà. Cho nên từ đó hôm nay mình yên trí ráng cố gắng lo để mà tu. Bây giờ đọc qua một đoạn giảng coi có phải cái cuộc thiên cơ thời kỳ của các nước hết không? Hết cái cơ duyên của Phật Pháp chưa? Trong giảng tuần của 11 hồi sư giải bán khoai nói bấy lâu Phật ở bên Tàu, bây giờ đó Phật lại bước lần vào Nam. Quý vị biết truyền lưu từ sơ tổ Ma Ha Ca Diếp
cho đến ông Anna mà truyền xuống rồi đó cô bác anh chị em đến ba ba đời tổ là hết cái cơ duyên thịnh huống trường y bác rồi. Thì cái cơ duyên các vị tổ giáng sanh xứ xứ một phần lớn là ở bên Tàu, Tàu tức là bên Trung Hoa đó, nhưng mà bây giờ cái bên Trung Hoa hết rồi, hết cái cơ duyên rồi, họ buôn kinh bán Phật rồi đúc hình tượng bằng giấy rồi kia họ gửi sang qua Việt Nam để buôn bán rất nhiều, cho nên cái bên đó hết rồi, hết cơ duyên Phật pháp, nên giờ đây Việt Nam được Đức Bình Giáo Chủ viết trong quyển gì dạy đạo chánh vì thương Nam Việt ở Cao Miên đó, vì mến Tần Hoàng trở về Nam đặng có sửa sang cho thiện tín được rành chân lý, giờ đây người trở lại cái bổn xứ đất nước Việt Nam để chi vậy, để mở cơ hóa đạo, là vì Việt Nam mình là trung tâm điểm mà nước Nam Việt nhằm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế, Việt Nam là trung tâm điểm mà, cho nên vì lẽ hôm nay nó mình ở đây đó nó rất là có một cái nhân duyên rất lớn đối với Phật pháp rồi. Ở trong cái niết bàn Đức Phật khi xưa đưa ra đó, con người sáu điều khó gặp, một là khó gặp Phật ra đời, hai là khó nghe được cái chánh pháp, ba là khó được cái xác thân làm người, bốn là khó sanh giao vào trong khỏi trung tâm quốc độ, năm là khó sanh ra cái tâm biết lo sợ, sáu là năm căn không bế tắc, tức là câm ngọng đuôi điếc và tâm trí không lẫn lộ. Năm điều, sáu điều này mình đã có một cái cơ duyên rồi, trở về cái bản xứ Việt Nam gặp được cái cơ mở đạo của Đức Bình Giáo Chủ để khai cơ hóa đạo, thì chúng ta được có hạnh hưởng ở trong một cái giai đoạn cuối cùng này. Vậy thì giờ đây lời nói đầu tiên gặp lại với số cô bác anh chị em, chúng tôi xin đại diện cho địa phương xã nhà và đoàn chân thành gửi đến gia đình của bác anh chị em lời vấn ăn sức khỏe, lời chào mừng kính cẩn và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Thôi thì cái thời nói lời nói đầu chúng tôi cũng xin tạm dừng ở đây, có lẽ là cô bác anh chị em lâu lâu mới có cái cơ hội gặp lại, thì chúng tôi dành cái thời giờ trao đổi qua giáo điều của Đức Tôn Sư. Hiện nay đó thì chúng tôi nhớ lại không lầm thì cái ông cố vấn ngày xưa là ông Lê Dân Phú đã tự là Tho đó, bà con mình đã nghe trước cái thời kỳ của Thiết Bản thì ông đã có cái chương trình gọi là nghi vấn giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, giải đáp qua mọi điều hoan hỏi của Đức Tôn Sư kính bến để lại. Nhưng mà giờ đây nó ông đã ra đi rồi, kẻ chết đã yên rồi một kiếp, thì người sống còn đó tái tiếp noi gương. Giờ đây khi ông đã ra đi rồi thì chúng tôi là có đoàn hậu tấn kế giảng khe lai sau này để tập tễnh là một viên gạch nối liền với Phật pháp để rồi làm cho cổ xí cái nền đạo Phật giáo Hòa Hảo. Mong rằng trong hội trường của các anh chị em giữ cái phần trật tự chung và đồng thời có đưa ra những câu kinh tiếng kệ, chúng ta chọn những cái câu kinh nào, cái lời giảng nào của Đức Bình Giáo Chủ không chạm đến cái chuyện thiên cơ thời cuộc, không chạm đến chính trị của nhà nước, thì chúng ta được quyền đưa lên để cùng nhau bàn giải. Tại vì trên mạng, trên clip cũng rất nhiều rồi, mà hiện nay những cái phù hợp nhất là phù hợp những cái điều phương pháp hành đạo để làm sao cho mình được đội đi đến cái chỗ là minh tâm kiến tánh để cho được trọn lành trong sáng đó mà thôi. Thôi thời giờ có hạn, vậy thì chúng tôi mời ông Xuân Ngôn Dương đến đây đọc qua những lời dạy ngọc của Đức Tôn Sư để chúng ta cùng nhau trao đổi coi những lời của Đức Thầy dạy. Thơ với phú đưa thần tiên vắng bước, bởi cơ trời đà thúc bên lưng, không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Vậy cái người không tu khổ như thế nào, còn có cái người tu đó hạnh hưởng cảnh an vui ra sao? Ở trên đọc cái bài không? Nam Mô Di Đà Phật. Vừa qua thì huynh mời tôi cũng có lời nói đầu tiên thăm hỏi toàn thể quý vị mình hiện diện có mặt hôm nay. Thôi thì trở lại qua cái chương trình bàn giới lượng đặng coi chân lý, thì bây giờ trên tay tôi có đề tài đó, nhưng mà muốn cho nó trực tiếp, cho nó sôi động cái hội trường lên chút coi. Mời quý vị mình, mấy cô mình cũng được nữa, lên đây đặng ghi hình cho bà con mình ở nước ngoài ta thấy coi, mấy cô mình trong này mạnh dạn lắm á. Mời đi. Không mời không lên, thôi đọc đề tài rồi chút xíu lên sau nha. Dạ. Thôi thì có hai câu của đồng đạo Minh Em gửi lên cho huynh mười để rồi bàn cho đồng đạo mình ở đây nghe chung. Đồng đạo mình viết là chết rồi cũng bớt cốc ken, trống đờn lễ nhạc tế sen ít gì. Như vậy là cốc ken là gì, trống đờn là sao, mà sao có chỗ thầy nói đờn ta giống thiệt không dây, thầy cũng có đờn mà chỗ này thầy cấm hay sao? Thôi mời anh là bàn hai cái đoạn giảng này cho giám chủ cũng như đồng đạo mình ở đây nghe chung, ủng hộ cho cái đàn hót tay đầu tài đầu tiên đi. Mời anh.
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ đây cái đề đầu tiên được đặt lên giao duyên với chung với chúng tôi đó là để em. Để em này là cái người ở gần cái độc cầu sắt đây. Hay Minh hả? Minh em. Dạ. Dạ nêu lên hai cái câu là chết rồi cũng bớt cốc can. Trống đờn lễ nhạc thế sen ít gì đàn nhu thầy lễ cũng kỳ. Mắc phải chuyện gì phủ phục bình hưng. Lại thêm đờn địch từng tưng đem con heo sống mà dân làm gì. Lẽ ra dựng hai câu chúng tôi sẽ lập ra hai câu à. Nhưng mà lập về để chi vậy? Để nhớ cái phần xuất xứ. Dạ thưa quý vị, cái bài này ở đâu à? Có phải hai câu này nằm trong quyển 3 của Đức Thầy viết vào lối tháng 9 1939 tại Hòa Hảo. Gồm có 612 câu à. Đồng đạo nêu đâu có hai câu à. Chết rồi cũng bớt cốc ken. Thôi bây giờ chúng tôi trở lại chúng ta tranh thủ thời giờ đi à. Bây giờ cái cuộc nghi vấn nó không thuộc gì thuyết trình nha. Chúng ta cô động dẫn dụ so sánh chứng minh rồi đó, chúng ta kết luận đề tài. Hiện nay nó cô bác anh cho em biết là khi ra Đức Thầy ra đời thì nhằm cái thời kỳ của chúng sanh nó nằm cái thời kỳ gọi là phô trương hình tướng. Có số người người ta làm cái chữ hiếu mà Đức Thầy khuyên là khuyên dân hãy bớt làm màu hiếu nhi, bớt bỏ rình răng một khi nếu cha mẹ chết thì làm y theo lời này. Mặc dầu Đức Thầy đã khuyên vậy mà có số người họ không chịu nghe đâu. Cũng trong tôn giáo mình đây nè, chứ cũng không ngoài đâu, cũng có số người làm không đúng theo tôn chỉ của Đức Thầy. Cho nên Đức Thầy buộc lòng viết cái đoạn văn này để chi? Để chấn chỉnh lại rằng cái người chết rồi đó thì nhờ cái người còn ở lại họ biết sáng suốt. Cái người con gọi là minh hiếu đó, sáng suốt hiếu chứ không có mụi hiếu. Thì chúng ta làm theo tôn chỉ của Đức Bình Vô Chủ dạy thì cái ảnh hưởng phần lớn là do cái người, cái linh hồn. Cho nên từ đó cái người chết rồi, chúng ta một là làm những cái chuyện mà xây đắp nhà mồ hoặc là rước thầy đám thầy lễ. Những cái chuyện này đó, cô bác anh chị em biết là Đức Thầy, mặc dù Đức Thầy viết ở trong cái đoạn giảng này mà ở trong cái quyển bổn tuồng của ông Ba Thới cũng có đó. Không phải cha mẹ mình chết thì mình bỏ trôi, mà trái này mình làm thế nào hạnh hưởng một phần lớn cho linh hồn. Đường sanh tử khác thể chim bay, lo hồn di chánh cho lo cái thầy làm gì. Cho nên trăm năm mà lo giữ cái mộ phần, chẳng cầu hồn vía xa miền diêm dương, cầu nguyện thấu đến Tây Phương, chẳng cầu thì thủ mộ thịt xương tiêu tàn. Cho nên từ đó hôm nay cái quan trọng quá của người tín đồ Phật giáo của Hảo là ta cho cho linh hồn thôi. Khi cha mẹ ông bà đã mất rồi thì chúng ta làm như thế nào cho linh hồn được siêu sức trở về cái cảnh giới kia, chống giả đài hồn linh tâm tổ, mong cháu con báo bổ tu hiền, ngõ hầu lây chút phước duyên, thoát dòng nghiệp báo thì phước điện đạo hơn. Hiện nay cái cử quyền thất tổ nó chống thiền đài đó, cái bậc mà không có tu đó họ bị đọa dưới đó, còn cái người có tu thì họ được giải thoát lên trên. Cho nên trong cái bài nguyện các bạn thờ của quyền đó là mong nhờ tất cả bề trên độ con yên ổn dưỡng bệnh của tu, là cái cứu quyền đó đã có tu rồi đó, đã có giải thoát rồi đó. Còn ráng tu đắc đạo mà cứu cứu quyền là cái bậc cứu quyền này đã bị đỏ đó cô bác anh em. Trong đó nó có hai phần. Cho nên từ đó hôm nay mình ráng cố gắng, nếu mà chủ trương theo đường lối của Phật giáo của Hảo, chúng ta làm như thế nào? Chúng ta phải bố thí, phải trì chay, phải giữ giới, phải cúng lại, phải làm những cái công tác gì đó mà Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy là phải ăn năn đó phước điền tạo tác. Chữ phước điền là gì? Phước điền tức là chữ điền là ruộng, chữ phước là cái ruộng phước. Mà mình thường làm cái ruộng phước mà trong kinh kể lại một có ba cái miếng ruộng lớn của người tín đồ. Một là kính điền, hai là ân điền, ba là bi điền. Kính điền là hàng ngày mình tôn kính Phật rồi cúng lại hai buổi sớm chiều đây nè, để cầu nguyện cho có lấy cái lý thứ ân đó, khi xưa đó muốn cho tẩu lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Như vậy nhờ có sức thành tâm để đền đáp được cái ân của cụ quyền thất tổ, cái ân sâu nhỏ to lời lẽ chớ quên răng mà nguyện giái đặng đền ân sâu, nhờ có lời nguyện giái đó đó, năm câu tha thiết như Đức Bình Võ Chủ dạy, thiết tha thiện tính câu cầu nguyện vui đẹp đó, dạ thầy luôn ước ao. Nhờ cái sức thành tâm cầu nguyện trong năm câu hai thời cúng bái của người tín đồ Phật giáo Hảo mà âm siêu dương thới đó cô bác anh em à. Cho nên vì lẽ mà hôm nay chúng ta ráng làm trong ba cái miếng ruộng lớn đó là kính điền, chúng tôi kể đại lược thôi à. Bây giờ đến cái ân thứ hai là ân điền. Ân điền tức là chúng ta đền đáp tứ đại trong ân, bốn ân này, cái ân tổ tiên cho mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào nhân loại, bốn cái ân này
mỗi một người sinh ra đều có bốn cái ân. Mà bốn ân này đó, cô bác anh cho em biết là đến cái ngày nào mà chúng ta mãn cái kiếp rồi đó, biết đâu chúng ta có trả được hay không. Cho nên từ đó hôm nay phải ráng có bốn ân này của Đức Thầy. Viết câu quân lý tứ ân chạm dạ, nếu chẳng nhìn thì phải đọa đường thang. Một câu quân lý tứ ân, ta đừng khoai lạc thì phong thần bản nghi. Bốn ân này đâu có bác anh. Trong kinh thượng sanh hạ sanh của Đức Di Lặc ngày xưa có viết có đoạn văn là nếu ai thọ trì phẩm báo tứ ân sẽ được siêu diệt sinh tử và có mặt trong đại hội Long Hoa đồng được giải thoát. Như vậy bốn ân này không phải dễ đâu cô bác anh chị em. Hiện nay mình đã đọc cái quy Phật rồi nó mới đền đáp được nè. Ngã kim quy chính giác siêu ly địa ngục môn, thượng báo tứ trọng ân hạ thế tam đồ khổ, nhược nhân kiến nhân giả tất phát bồ đề tâm. Tức là chứ ngã là mình, mà chứ kim thì hiện nay, hiện nay mình quy Phật đó mà tu hành thì phải vượt đi là đưa ba đường ngã đạo, tức là siêu ly địa ngục môn là vượt đi ba đường ngã đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trên đắp được bốn ân và dưới độ được ba đường ác, nếu người nào nghe được kinh này tất phát tâm bồ đề vậy. Thành ra như vậy thì cái miếng ruộng thứ hai là ân điện. Bây giờ đến cái miếng ruộng thứ ba là gì? Là bi điện, là lấy cái ruộng từ bi đó để làm cái chuẩn đó cô bác anh em. Hiện nay tín đồ Phật giáo hảo, chúng ta muốn tự độ mình và đồng thời độ người thì chúng ta phải tự là biết ăn chay giữ giới, biết thương người mến vật. Cái miếng ruộng lớn nhất là cái miếng ruộng bi điền. Hiện nay cô bác anh cho em biết là Đức Thầy đưa ra trong quyển dẫn thư tâm từ bi sánh thể ngọc ngà, trong các báo đó khó bì tánh thiện. Bảy báo đó kim ngân sa cừ pha lê mã não san hô hổ phách, bảy báo này đem lại cái lòng tánh thiện, cái lòng từ bi của con người không đổi được đâu. Cho nên từ đó hôm nay chúng tôi đề nghị cho cô bác anh chị em muốn cứu được cha mẹ của quyền thất tổ và người thân thì chúng ta phải dùng cái phương pháp tha lực, nghĩa là phải ăn chay giữ giới, phải tự độ mình trước rồi mới có thể độ cái người kế đó. Mình không độ mình được làm thế nào mình đi cầu nguyện chay được. Cho nên ở trong kinh có kể lại là hiện nay đó, mình đã chẳng ra công tự độ thì đừng mong cứu khổ đặng ai, phải tập mình bơi lội cho hay thì mới có thể giết người dùm đấm dùm, không biết lỗi mà đòi giết người dưới sông chết luôn bọn gì. Đồng ý không? Cho đồng phá tay bây giờ. Cho nên Đức Thầy nói coi đồ phải thân mình tự trị, chẳng độ xong thì Phật có quá chắc nhiều. Mình trị mình không được, độ mình không được thì nghĩ người ta ăn chay làm sao ta ăn chay theo mình được. Đó, cho nên cái điều kiện thứ nhất là cái miếng ruộng, thứ ba là phải ăn chay. Như vậy thì căn cứ theo trong kinh kể lại thì tất cả những hạnh bố thí trên thế gian này không có cái hạnh bố thí nào lớn cho mà các người biết ăn chay. Bất sắc nhân chi đại, bất tà lễ chi chánh, bất tử trí chi minh, bất vọng chi trí. Bất sắc nhân chi đại là không sắc giết các loài vật để nuôi cái thân mạng này thì được gọi là nhất đại bố thí. Không có cái bố thí gì lớn cho mà các người biết ăn chay. Cho nên ông Ba Thới mới viết cái đoạn văn đó: tu biết thương vốn thiệt chay thường, còn hãy ai tu tham cổ thì tu đường địa ngục. Lòng trời đất thương điều dặn vật, đức tháo sanh tiên Phật một màu, thượng cầm hạ thú lao sau, cung trùng thảo mộc con nào cũng linh, nó cũng muốn như mình đặng sống thì nở lòng nào tuyệt chống dứt nòi. Như vậy thì tất cả những cái hạnh bố thí thế gian này, ở đây chúng tôi nói xuyên qua thôi. Vậy thì giờ đây muốn cầu cho cửu quyền thất tổ cho người thân thì chúng ta đừng nên rước ông thầy lễ thầy đám. Tại vì mấy cái ông thầy đó mấy ông tự tạo cho mình những cái trụ tiền bạc, lợi dụng cái lòng tốt tín ngưỡng tôn giáo mà gạt lường bổn đạo lấy tiền. Cho nên những cái này là hoàn toàn ở trong giảng của các thầy đã cấm. Cho nên hôm nay đó những cái người khá giả mà họ rước những người giàu mà làm xong đó thì thầy nói nếu làm đám được về cực lạc thì giàu sang đó được trọn hai bề. Nếu mà giàu mà rước mà những người đó về mà làm là kết quả đó thì mấy ông khỏi tu và khỏi cái vấn đề mà tự lực để mà cứu trợ ai cả. Cho nên từ đó kẻ nghèo khó tu hành ngay thẳng, không cầu siêu Phật bỏ hay sao. Nhưng là nếu mình mà nghèo khổ không có tiền đi rước mấy ông thầy đám thì chả lẽ là Đức Phật gì cái chỗ đó rồi đọa lạc cái linh hồn của ông bà cha mẹ hay sao. Cho nên từ đó hôm nay mình ráng cố gắng căn cứ theo trong có hai câu dẫn này thì chết rồi cũng mất cốc ken, là ám chỉ như đừng rước thầy nhạc thầy lễ đó. Rồi đó là chết rồi cũng mất cốc ken, trống đờn lễ nhạc tế sen ít gì. Bây giờ cho nó nhiều lắm, nhiều cái chuyện lợi dụng tiền bạc này đó để mà lấy tiền. Cho nên Đức Thầy muốn chủ trương phá những cái chủ hủ tục mê tín dị đoan để rồi cái người mà tu đó nhờ đâu, rồi nhờ cái công đức tu tập của con cháu mình tạo tác những phước điền cứu được của quyền thiếu tổ. Cho nên là
Hiện nay đấy, Đức Bình vô chủ trương cái đường lối này đó, thì rõ ràng là cầu Linh Hồn cho được giảng sanh. Đây chỉ đó đường đi nước bước, là mong cho cái tín đồ cầu cho linh hồn. Mỗi khi cha mẹ chết thì mình phải tập trung lại đó. Nếu ông ba cha mẹ tự trần thì mình phải tập trung mời tất cả những cái số cô bác anh chị em đông đạo, kẻ tu phước tu huệ tu giới tu định, nhờ công đức này để hẹp tung công tác để cầu nguyện cho của người thế tổ, những người thân, thì cái đó mới có phần kết quả. Thôi thời giờ có hạn, chúng tôi trình bày khái lược thôi, có lẽ cô bác anh chị em đã xem rất nhiều rồi về vấn đề cái hộ tục rồi, thì thời gian có hạn chúng tôi lấy cái phần chú giải thiếu phần mình và đến đây xin hết. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi con cảm ơn huynh mười đã diễn giải cái đề tài của trọng đạo Minh Em. Hỏi lại giám chủ còn thắc mắc gì không? Không thắc mắc thì cho qua ha. Bữa nay nói với ông mười nhiều đề tài lắm nha ông mười ơi. Rồi mời đồng đạo mình ở dưới trực tiếp thì có mi dưới đó, mình cứ đứng lên để hỏi thẳng luôn. Mời đồng đạo tươi tươi. Dạ muốn xin xét hỏi chúng mừng ba ba câu nhờ nhận thấy ra cho đồng đạo này. Câu thứ nhất, nội quan ảnh tâm vô kỳ vật, đường đạo đức bước đi từ nấc. Câu thứ ba, ngoại quan hình bất chấp gì lệnh, mà xin hỏi ông mừng vì mấy năm nó đi được tới đích như vậy hả? Ủng hộ cho Đàm Hóa Tai cái đề tài thứ hai hôm nay đi. Đường đạo đức bước đi từ nấc, ông hỏi đi mấy nấc. Chút nữa ông mời ông diễn giải coi đi được mấy nấc mới tới. Thôi, cảm ơn, mời anh. Dạ, dạ. Thưa vị, giờ đây thì cái đề thứ hai của đệ tư là người cũng có theo đoàn để cầu nguyện hàng ngày đây. Và đây thì lòng đạo nêu trong cái câu là đừng đạo đức bước đi nữa ha, bao giờ làm? Lời văn thô ý kiến chẳng cao. Bên đến cái câu là nội quan cảnh tâm vô kỳ vật. Rồi mới đến cái câu là đường đạo đức bước đi từng nấc. Dạ, ngoại quan hình bất chấp kỳ hình. Dạ dạ thì thôi bây giờ nó có phải có đầu có đuôi chứ, phải đọc vậy. Bởi vì giảng của Đức Thầy đó không khi nào đi chiết tự là lẻ câu không có đâu. Từ 3, 4 câu, 6 câu, 8 câu, mỗi một cái đề vậy đi đều có cái chỗ mở đề, thân đề, kết luận. Thì bây giờ trở lại, lời văn thô ý kiến chẳng cao, phải mở lại câu đầu. Lời văn thô là gì? Là Thầy dùng cái danh từ này để khiêm tốn nó cô bác anh. Vì Thầy biết tín đồ của Thầy sau này có số người cống cao ngã mạng dữ lắm nè. Bỏ cái tánh tự cường, tự trọng gẫm cuộc đời, cái bóng thao hình. Có số người tự học được có đôi chút thì cho mình được có chỗ đắc được đạo rồi. Cho nên Thầy mới lấy cái chỗ này ăn trứng cho tín đồ của Ngài. Để lùi bước mà thành tiên tắc Phật. Nếu mà đi ở trước mé đó, mà nhảy qua bờ bên kia thì tự nhiên sẽ té xuống sông à. Cho nên phải là thoái thân như thân tiền, hậu kỳ thân thân tiên. Muốn mà nhảy qua một cái bờ suối bên kia thì phải lùi mình càng xa chừng nào thì trái lại mình mới nhảy qua bờ bên kia nó còn đạt được cái kết quả chừng đấy. Cho nên lời văn thô ý kiến chẳng cao, mặc dù là một vị Phật nhưng ngài nói cái ý kiến của ngài đó là không có cao đâu đó. Lời rất là thô thiển, cho nên từ đó Thầy dùng cái danh từ để trấn an của người tín đồ là cống cao ngã mạng đó cô bác anh em. Thông minh thâm sát phản cận ư tử, được bác biện hoàng diễn như nguy kỳ thân, nghĩa là thông minh là thiếu đạo màu, dĩ như đèn giải có dầu không tim. Cho nên Thầy muốn phá cái chỗ mà chỗ mà cống cao ngã mạn của tín đồ. Cho nên lời văn thô ý kiến nhân cao, nội quan cảnh tâm vô kỳ vật là ám chỉ cho bên trong rồi đó. Chữ nội là bên trong, chữ quan là sáng suốt, chữ cảnh là cái cảnh sáng suốt của bên trong đó. Tâm vô kỳ vật đây là nói một cái tích rồi đó. Hiện nay cô bác anh chị em cái nào mà Thầy nói gì tích đó, để mình diễn sự đó, lấy sự diễn lý đó cho nó sáng suốt cái đề tài. Ngày xưa cái ông mà Quỳnh Mai Hoàng Nhẫn đó, đại sư đó, lúc bây giờ mở cái sự học ở tại trong cái chùa Quỳnh Mai, thì có cái ông mà Đức Lục Tổ Quỷ Năng, ông đến để quy y, nói cho nó lẹ. Nhưng mà đến được quy y đó thì ông đã là người dốt chữ, nó không có biết chữ. Cho nên Thầy nhắc lại Đức Lục Tổ, ai dám sánh người dốt mà nói pháp quá rành á, thì mới cho ông làm cái phận sự để giả gạo.
chẻ củi nấu cơm, làm những việc với cái ban trù phòng ở phía trong. Nhưng mà một bữa nọ ông xách nước xuống dưới cái sông đó, xách nước lên, bỗng nhiên gặp các cái thánh chúng ở trên cái trướng đường, người ta học cái kinh của Đức Quỳnh Mai Hoàng Nhẫn đó, đến cái câu là ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Đọc đến cái chỗ ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm thì tự nhiên cái tâm của ông Đức Lục Tổ đang xách nước mà bỗng nhiên hốt lên một cái sự sáng suốt rõ ràng. Nó tèn ôi, vậy thì biết là hôm nay mình lầm cái tâm rồi, mình không biết nó ở đâu. Nhưng mà không ngờ nó từ ở trong chỗ kín đáo này đây à. Đó, từ đó ông mới đọc cái Hà Kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh, Hà Kỳ tự tánh bổn bất sanh diệt, Hà Kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, Hà Kỳ tự tánh bổn vô động diêu, Hà Kỳ tự tánh năng sanh giả pháp. Từ đó ông mới đắc được cái chỗ vô trụ đó là không trụ vào một cái chỗ nào. Cho nên ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, nghĩa là cái tâm không trụ vào chỗ nào mà trụ cả, thì đó mới thiệt là dung không cả đạo lý. Vậy thì giờ đây đó, thầy mới dùng cái câu này nói trong cái kinh Kim Cang, thầy rút tất cả các kinh vào đây mà dạy dỗ. Nhưng mình phải xem cho nó kỹ lại, rõ ràng là lời văn thô ý kiến cẳng cao, nội quan cảnh tâm vô kỳ dịch, thầy ám chỉ cho cái bộ kinh Kim Cang nó trở về tâm không đó cô bác ơi, trở về tâm không. Rồi đó là nội quan cảnh tâm vô kỳ dịch, đường đạo đức bước đi từng nấc, là ám chỉ đức thầy nói một đoạn văn này thì xả ra một đoạn văn khác nữa. Hiện nay có người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đó, nếu chúng ta mới biết được cái phương pháp tu tập thì tu theo cái chương trình của Phật giáo Hòa Hảo. Hiện nay đức thầy đưa ra cái chương trình thứ nhất là đốn giáo rồi đó, nhưng mà đi đến cái chỗ tiệm giáo, tiệm giáo cái công hành của tiệm giáo của Phật giáo Hòa Hảo hôm nay thì nó phải đi đến cái chỗ gọi là học Phật tu nhân, ai ăn qua văn anh Phật tu nhân. Cho nên chúng ta phải đi cái nấc thứ nhất đó là cái chương trình nhân đạo. Muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vững tứ ân. Nhưng trước hết, chữ trước hết cho chỗ nào trước hết, thầy chỉ đó là mình phải chú trọng, phải tránh tam nghiệp và chừa thập ác. Cũng ví như muốn làm giàu phải tránh đừng cho thiếu nợ. Nói cái câu này là cái chương trình nhân đạo. Nhưng mà vậy mà chưa đâu. Đến cái bước thứ hai nữa đó là đức thầy nói trừ xong ba nghiệp chướng, hãy làm theo tám điều chánh, sau khi diệu được thập ác rồi tự nhiên 10 điều lành sẽ hiện ra. Như thế ta đã đi thêm một bước trên con đường đạo hạnh, nhưng sự tấn bộ ấy chưa có nghĩa là đạt được đến mục đích, nên cần hành đạo bát chánh tiếp theo. Vì đó là một quyển kinh nhật tụng cho những ai mới thoát chống mê đồ, tấn triển trên đường giải thoát. Bây giờ cái đồng ấy cho anh đồng phát ra bây giờ. Vậy thì cái bước thứ hai, cái bước thứ ba là chúng ta cần phải đi đến cái chỗ tứ vô lượng tâm, nghĩa là cái việc tu tất cả từ Bồ Tát đạo, thinh văn duyên giác chưa phải là chứng quả đâu. Chúng ta phải đi đến cái chỗ là tứ vô lượng tâm, từ Phật thương chúng sanh như mẹ với con, lúc nào cũng hết lòng giả dỗ, không nỡ để chúng sanh xa vào đường tội lỗi mà chịu khổ não bi. Nếu chúng sanh nào giả dỗ chẳng nghe mà còn làm điều độc ác để phá tội, thì Phật chẳng vì thế mà cắt bỏ lại thương xót không cùng. Hỷ thường thường an vui mà làm những việc lành, dù gặp hoàn cảnh trái nghịch cũng chẳng vì thế mà sanh lòng buồn bã xả. Ngài chẳng chấp một pháp nào trên thế gian, và sẵn lòng lìa xa đến hết các nghiệp điền trần, tha thứ hết thảy cho những ai tối tâm lầm lỗi, chẳng còn vướng víu chi đến cuộc lợi danh tài sắc, nhìn cõi đời chẳng bao giờ sanh lòng những ai. Như vậy thì chúng ta đạt đến cái chỗ tứ vô lượng tâm, chúng ta đã đắc thành gọi là tâm thân chứng lượng rồi đó. Vậy thì giờ đây các câu hỏi đồng đạo chúng tôi chỉ gãy gọn thôi à. Vậy thì đức thầy nói là đường đạo đức bước đi từng nấc, mà nấc nào chúng tôi trình bày theo cái biết của chúng tôi là phải đi từ chương trình nhân đạo đến chỗ Bồ Tát và đến cái chỗ duyên giác vào Phật đạo, đó là ba lần chúng trình bày theo giáo lý của tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo. Vậy thì giờ có hạn thì chúng tôi trình bày theo khái lược theo phần chú giải thiếu phần bình, cho đến đây trên hết. Nam mô A Di Đà Phật.